hiện thí sinh khủng từng hợp tác với Hương Giang, Hồ Ngọc Hà, Vinci thừa nhận mắc sai lầm cực lớn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Không dừng lại ở một sân chơi dành cho các bạn trẻ yêu rap, mà rap Việt ngày càng khẳng định quy mô và đẳng cấp của chính mình khi liên tục xuất hiện những chàng thí sinh cực khủng đến sân chơi này để khẳng định chính mình. Cụ thể như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Dù không phải là lần đầu tiên xuất hiện thí sinh có vị thế nhất định trong mainstream lẫn underground, nhưng rap Việt vẫn rất khéo trong việc khiến các fan rap phải trầm trồ và ngạc nhiên vì độ hot của các chiến binh. Ngay từ đoạn teaser chớp nhón, rap Việt đã đủ khiến dân tình sụp sôi với sức nóng của tập 5. Với sự xuất hiện của rapper RT trên sân khấu, rapper mang nickname RT nắm giữ cho mình list những nghệ sĩ đã từng hợp tác khiến ai cũng phải há hốc vì quá đỉnh, như là Hương Giang trong MV 16+, Em Không Hối Tiếc Dậy Sóng Một Thời, Let Me Go của Hanshara, hay kết hợp cùng với Sunny Hà Linh đến tận 3 MV. Và hơn thế nữa là ca khúc không thể không nhắc đến, chính là Bức Thư Tình Để Lại của nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà. Ở RT, người ta vẫn bắt gặp chút gì đó rất ngông nhưng cũng đầy tình cảm và luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực ngay trong lối viết lít. Những cái từ của cậu luôn truyền đi nguồn năng lượng đủ sức người nghe đâm ra nghiện và relay hàng tá lần. Chia sẻ về lần đánh úp rap Việt đầy bất ngờ, RT cho biết lý do em đến rap Việt một phần vì trước giờ mọi người đều biết đến RT như là một featuring với rất nhiều nghệ sĩ. Giờ em đến chương trình để khẳng định mình là một rapper solo và em muốn đây sẽ là bước đệm cũng như bề phóng thật tốt để em bước tiếp trên con đường rapper và hip hop. Sẽ chẳng sai nếu ví tập 5 của rap Việt là All Star khi có thêm những cái tên siêu ấn tượng được tung ra, đó là Châu Hải Minh hay còn được gọi với nickname là Chế Chót. Chàng thợ săn sinh năm 1996 đến từ Sóc Trăng là cái tên từng gây sốt nhiều bản xếp hạng lẫn cộng đồng underground. Ở chàng rapper xăm trổ này, khán giả luôn dành cho anh sự tôn trọng, khâm phục vì nghị lực đáng nể trên con đường chinh phục giấc mơ âm nhạc cùng rap. Chế Chót từng được biết đến với vai trò viết nhạc chính trong bộ phim điện ảnh 7-9-10 của Justin Nguyễn với tựa đề Thằng Anh Em, nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả. Hay gần đây nhất là bản rap Cố Nhân Tình, nhạc phim web drama Thập Tứ Cô Nương của Nam Thư. Hơn thế nữa, Chế Chót cũng khiến nhiều người ngoại đạo phải há hốc mồm với MV thành tích triệu view đáng ngưỡng mộ. Nổi bật nhất trong đó là bài Đời Là Lắm À Ngang, đạt hơn 53 triệu view trên YouTube. Trong âm nhạc của Chế Chót, khán giả rất dễ nhận ra sự gai góc và trất đời, lối kể chuyện trong các bài hát lôi cuốn kèm theo tư duy âm nhạc độc lạ khiến người nghe không thể dứt khỏi. Ngoài ra, giây phút hiếm có của các huấn luyện viên như là Binzy trong lần đầu tiên thừa nhận mình mắc sai lầm trước tiết mục của một thí sinh bí ẩn. Anh không chọn em có thể là quyết định tệ nhất của anh từ đầu chương trình đến giờ. Em là sự hối hận lớn nhất của anh trong chương trình. Thậm chí đối diện với dàn thí sinh cực nóng tuần này, giám khảo Jetty cũng bất ngờ đòi chương trình cắt cho mình một bàn đạp để chọn thí sinh về đội. Có quá nhiều yếu tố siêu hot trong tập 5 tuần này khiến các fan phải mong mỏi và tự hỏi các huấn luyện viên sẽ phải dùng đến chiêu thức gì để dụ những rapper tài năng đẳng cấp ấy về đội của mình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Vinew các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!